Ngày 18 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, chủ trì cuộc họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 năm 2018. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng, chống ùn tắc, xử lý điểm đen giao thông. Cụ thể, từ đây đến cuối năm, cần quyết liệt thực hiện đồng bộ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông với tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Tập trung làm tốt việc giáo dục, nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân đối với quy định đội nón bảo hiểm, nhất là cho trẻ em khi tham gia giao thông. Với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, quý 1 năm 2018, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí, đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, 5 người bị thương. So cùng kỳ năm 2017, giảm 22 vụ, giảm 59,5%. Giảm 21 người chết, giảm 58,3%. Giảm 16 người bị thương, giảm 71,6%. An Giang là một trong ba tỉnh, thành phố có số vụ tai nạn giao thông xảy ra thấp nhất trong cả nước.